Chuyến dã ngoại đến một không gian mới lạ như núi rừng, biển đảo, nơi hầu như không có các dịch vụ hỗ trợ trên đường, mỗi chúng ta cần chuẩn bị cho mình những kiến thức về an toàn trong hoạt động dã ngoại. Các chuyến dã ngoại do công ty Du lịch Việt Nam xây dựng dành cho các doanh nghiệp như các chương trình Timbering, Eco Timbering trong rừng, trên biển, chạy 3-1 phối hợp, trekking leo núi. Ngoài việc mua bảo hiểm, Du lịch Việt Nam luôn đưa ra các nguyên tắc an toàn và áp dụng cho các chuyến đi này, yêu cầu người tham gia cần tuân thủ tất cả các nguyên tắc an toàn. Đầu tiên là nguyên tắc an toàn trong việc xác lập lộ trình. Lộ trình được Du lịch Việt Nam phối hợp cùng doanh nghiệp khách hàng xác lập và được sự đồng ý của ban quản lý rừng hay các khu bảo tồn tại địa phương. Đối với các đoạn đường nguy hiểm như dốc cao, vực sâu, sông suối, tùy thuộc vào khả năng của người tham gia, cần có phương án hỗ trợ phù hợp theo mùa, thời tiết. Cần có người địa phương thành thạo dẫn đường hay hỗ trợ dọc hành trình. Có check log trên GPS hay bảng chỉ dẫn, dấu đi đường dọc tuyến đường, khách tham gia không tự ý thay đổi các bảng chỉ dẫn của ban tổ chức. Độ dài của lộ trình và thời gian di chuyển thay đổi tùy thuộc vào sức khỏe của người tham gia. Thứ hai là nguyên tắc an toàn để đảm bảo cho các hoạt động bao gồm: cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tập thể lực trước khi xuất phát ít nhất 2 đến 3 tuần như đi bộ, chạy bộ để rèn sức bền cho cơ thể. Cần hoạt động thể dục tạo sự linh hoạt của cơ bắp, khớp trước ngày xuất phát. Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của trưởng đoàn trong tất cả các hoạt động, nhất là trong các tình huống khẩn cấp. Tự cân đối sức lực cho suốt hành trình, nhất là các chuyến đi dài ngày. Không tự ý tách đoàn một mình, thậm chí khi đi vệ sinh, dù là ban ngày hay ban đêm cũng phải có tối thiểu 2 người. Quan sát lẫn nhau khi tắm biển, sông, hồ, suối. Tại các ngã giao với nhiều đường mòn, hãy quan sát và đi theo dấu đi đường. Nếu không chắc về đường rẽ nên đứng lại chờ, không tiếp tục di chuyển. Khi bị lạc, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển nhiều, để lại dấu hiệu, đánh dấu vào đường mòn, thân cây, vách đá và tìm nơi trú ẩn an toàn để chờ người đến cứu. Bạn nên đốt lửa, tạo khói hay tạo âm thanh to để nhóm cứu hộ dễ tìm đến. Thứ ba là nguyên tắc an toàn khi chuẩn bị hành lý, bao gồm: quy tắc trọng lượng tối đa của ba lô bằng 20% trọng lượng cơ thể. Cần có một đôi giày, ba lô, nón và quần áo phù hợp cho chuyến đi. Thật sự cân nhắc để giảm tối đa trọng lượng của các vật dụng trong ba lô. Khi có porter hay người hỗ trợ, trong ba lô của bạn luôn cần có nước uống, thức ăn, áo giữ ấm, áo mưa và đặc biệt là quẹt lửa, dao đa năng, đèn pin để phòng hờ cho các tình huống xấu nhất là bạn bị lạc một mình trong rừng. Gậy trekking hay một đoạn che rừng rất cần thiết để băng qua nhiều loại địa hình dốc và trơn trượt. Thứ tư là nguyên tắc an toàn trong các hoạt động ăn uống. Luôn ăn chín uống sôi, có thể uống nước từ các thiết bị lọc nước chuyên dùng. Sử dụng nước uống hợp lý và uống nước đầy đủ, đúng cách khi tham gia hoạt động. Uống từng ngụm nhỏ, có thể bổ sung đường, nước chanh hoặc các loại vitamin để giúp cơ thể ổn định đường huyết và tăng sức đề kháng. Nên mang theo ít đồ ngọt như sô-cô-la, kẹo dừa, kẹo chua để kịp thời tiếp năng lượng, tránh mất sức khi dã ngoại. Không sử dụng quá nhiều rượu bia trước và trong chuyến đi. Thứ năm là các nguyên tắc an toàn trong hoạt động cắm trại. Cắm trại đúng nơi quy định của ban tổ chức, thông thường đó là nơi phù hợp với cự ly di chuyển, bằng phẳng, gần nguồn nước, không có các yếu tố nguy hại như thú dữ, vực sâu, nước lũ. Chỉ đốt lửa trại tại khu vực quy định, dập tắt lửa hoàn toàn trước khi rời khỏi bãi trại. Ngủ trong lều hay võng phụ thuộc vào từng không gian cắm trại. Chuẩn bị chỗ ngủ đúng cách để có giấc ngủ ngon, hạn chế thấp nhất tác động của thời tiết như mưa, gió, nhiệt độ. Thứ 6 là nguyên tắc an toàn trong việc chuẩn bị y tế. Từng đội nhóm cần có túi y tế sơ cấp cứu với các loại thuốc cơ bản như cảm sốt, đau đầu, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, vitamin C và dụng cụ sơ cứu đối với vết thương hở như thuốc sát trùng, bông băng.
các loại thuốc thoa, xịt lên da để trừ muỗi, mắt và côn trùng là không thể thiếu, nhất là trong mùa mưa. Chọn kem chống nắng phù hợp trong mùa khô. Mang theo thuốc đầy đủ nếu có bệnh lý riêng. Nếu có bệnh lý đang điều trị, phải được sự đồng ý của bác sĩ trước khi tham gia. Chuẩn bị sẵn phương án di chuyển đến bệnh viện gần nhất nếu có tình huống khẩn cấp. Và cuối cùng là những nguyên tắc về bảo vệ môi trường và giao tiếp cộng đồng. Tuyệt đối không xả rác gây ô nhiễm môi trường. Khi đi vệ sinh trong rừng, cần đào hố sâu ít nhất 15cm và cách sông suối ít nhất 50m. Lấp đất kín sau khi đi vệ sinh. Đối với rác vô cơ, không phân hủy được, cho vào túi rác cá nhân và đem ra khỏi rừng, hạn chế đốt rác vô cơ. Tuyệt đối không tự ý chặt cây, hái lan, săn bắt thú rừng hay ăn thịt thú hoang dã. Không thu thập bất kỳ sản vật nào của rừng. Giao tiếp hòa nhã với cộng đồng cư dân địa phương. Sử dụng nhiều dịch vụ tại địa phương như thuê porter, mua thực phẩm, hàng lưu niệm nhằm tạo nguồn thu chính đáng cho cộng đồng. Hãy tham gia các hoạt động dã ngoại an toàn của Resort Việt Nam.